cái rồi vặt mai ngày kia là chín hết rồi. Vâng. Ông bán bao nhiêu tiền một cân nữa ông? 20.000. 20.000 một cân ạ. Vâng. Cứ để cho con nhé, con vặt cái quả này nhé. Vặt những quả nào mai ngày kia nó cũng quả già này mai ngày kia là chín hết. Vâng. Rồi. Tưởng sao có mấy quả mít mà cũng chín. Thank you.
triệu đô la đây. 15 rồi.
rẻ ngon lắm, muối dài lắm, nhưng mà phải cái thuộc cọc thép mà kỹ dần dần nọ mới ổn mới đưa nữa. Bà ấy, cua có cân cả cua bà, một chả, cua có cân cả cua, có một chả. Năm gần rưỡi, năm gần sáu. Bạn này đã thương cơ. Năm gần sắc khỏe đấy.